màu sắc của trái cây, thực phẩm không chỉ tạo cảm giác bắt mắt mà còn chứa thông tin về công dụng đối với sức khỏe. Nếu muốn giảm cân và duy trì nhan sắc, bạn nên bổ sung các thực phẩm có màu tím trong thực đơn hàng ngày. Theo các nhà khoa học, rau quả màu tím có nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên hơn các loại thực phẩm có màu khác, giúp ngăn ngừa lão hóa, chống nhăn da. Việc sử dụng rau quả màu tím thường xuyên cũng giúp cải thiện cân nặng, hệ tiêu hóa và tim mạch. Việt quất. Việt quất giàu anthocyanins tự nhiên và vitamin C giúp giảm sự phân hủy collagen. Việt quất cũng chứa nhiều hợp chất polyphenolic như acid ellagic có tác dụng cải thiện làn da xỉn màu, ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, loại trái cây này còn giúp tăng cường sức đề kháng, giảm cân và cải thiện tình trạng táo bón. Bạn có thể uống sinh tố Việt quất mỗi ngày hoặc ăn Việt quất tươi không quá 200g. Nho tím. Chất anthocyanins trong nho có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp trì hoãn quá trình lão hóa, mang đến làn da căng mịn. Đồng thời, hoạt chất này cũng có khả năng cải thiện các triệu chứng dị ứng của cơ thể. Uống nước ép nho tím hoặc ăn nho tươi mỗi ngày để giúp làn da sáng khỏe và căng mịn từ trong ra ngoài. Dâu tằm. Dâu tằm là một loại quả mọng giàu anthocyanins, vitamin C và flavonoid. Loại trái cây này còn có khả năng làm giảm các triệu chứng khô mắt, mệt mỏi, bảo vệ não bộ, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giúp giảm cân, điều chỉnh khả năng miễn dịch. Dâu tằm cũng chứa vitamin E mà hiếm loại trái cây nào có được, có tác dụng chống oxy hóa rất tốt, dưỡng ẩm cho da và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài việc ăn dâu tằm, bạn có thể làm món sinh tố để uống mỗi ngày. Cà tím. Cà tím là một loại thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, giàu chất xơ, protein, vitamin và các thành phần có lợi cho cơ thể. Polyphenol chống gốc tự do và anthocyanins được tìm thấy trong quả cà tím có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào não, ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ hoặc suy thoái nhận thức do lão hóa gây ra. Ngoài ra, cà tím chế biến các món như xào tỏi, nướng mỡ hành cũng giúp bữa ăn ngon hơn và hỗ trợ giảm cân. Gạo tím. Gạo tím là thực phẩm giàu anthocyanin, sắt, canxi, kẽm không chỉ giúp chống lão hóa mà còn có tác dụng ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, những người muốn giảm cân cũng có thể sử dụng gạo tím thay thế gạo trắng. Bắp cải tím. Bắp cải tím chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như protein, chất xơ cùng các loại vitamin và khoáng chất. Thường xuyên ăn bắp cải tím sẽ giúp đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Cách chế biến bắp cải tím phổ biến nhất là làm salad trộn cùng thịt gà, tôm, bò hoặc nấu canh chua cũng rất ngon.